Xin chào các bạn. Như vậy chúng ta đã đi được phần đầu tiên là khái niệm về debugging trong Java. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu các bạn là sử dụng công cụ Eclipse để chúng ta debug trên chương trình Java. Đây là màn hình của Eclipse mà chúng ta thường hay sử dụng để lập trình. Ở đây tôi sẽ tạo hai class là main debug và additionXE để chúng ta tiến hành debug trên Eclipse. Thì chúng ta lần lượt đi vào hai cái class này để tìm hiểu. Đầu tiên là class additionXE. Thì trong class này đơn giản là chúng ta tạo ra một method tính tổng hai số xy như các bạn đã thấy ở đây. Ta có method có tên là sumXy, hai đối số đưa vào là x và y, và chúng ta sẽ return về tổng của x cộng y. Quay lại với class là main debug, thì ở đây thì trong class này chúng ta sử dụng hàm main để chạy chương trình và gọi phương thức tính tổng xy với hai số 10 và 20, tức là chúng ta truyền x bằng 10 và y bằng 20, và chúng ta sử dụng phương thức sum xy của class additionXE để tính tổng trả về. Quay lại với vấn đề debug, thì trong debug thì chúng ta có một số khái niệm như sau, đó là breakpoint, step over, step into và step return. Thì để bắt đầu một debug thì chúng ta phải tạo ra một cái breakpoint. Thì cách tạo breakpoint là gì? Thì chúng ta dùng chuột di chuột vào thanh dọc bên tay trái như thế này. Chúng ta kích đúp chuột trái vào thì sẽ tạo. Thì khi mà được cái vòng chấm tròn xuất hiện thì đây là breakpoint. Breakpoint được hiểu như thế nào? Breakpoint chính là một điểm đánh dấu để chúng ta bắt đầu một debug. Khi chương trình chạy debug thì sẽ bắt đầu chạy từ các điểm breakpoint như thế này. Có rất nhiều cách để chúng ta đánh dấu breakpoint. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có thể dùng vào run và chúng ta chọn là breakpoint. Như ở đây các bạn thấy là có phím tắt là Ctrl Shift B. Chúng ta thấy đây cũng đánh dấu được breakpoint. Thì theo thông thường thì tôi dùng phương pháp nhanh là chúng ta kích chuột trái, kích đúp chuột trái vào vị trí như trong chuột các bạn đã theo dõi. Bình thường thì chúng ta chạy chương trình ở chế độ không debug. Thì bây giờ cách thức chúng ta muốn debug được thì chúng ta phải chạy chương trình ở chế độ debug. Bằng cách chúng ta chọn run, sau đó chúng ta chọn debug. Như các bạn đây thấy đây là phím tắt là F11. Thì chúng ta cũng có thể ấn phím tắt F11 trên bàn phím. Đây, như các bạn thấy, đây là màn hình ở chế độ debug. Thì các bạn thấy con trỏ chuột ở mũi tên ở đây đầu tiên sẽ đánh dấu vào đây. Chương trình sẽ chạy bắt đầu debug tại điểm breakpoint này. Tiếp theo chúng ta có khái niệm là step debug, step over. Tức là chúng ta sẽ lần lượt để cho con trỏ chạy theo từng dòng để chúng ta debug. Step over chúng ta sẽ có thể vào run. Ở đây chúng ta thấy có phím là step over là F6 và chúng ta có thể ấn F6. Đây tôi sẽ ấn F6 thì xem có vấn đề gì xảy ra. Đấy, các bạn thấy khi ấn F6 thì lập tức con trỏ sẽ trỏ đến dòng thứ hai, dòng code thứ hai để chúng ta debug. Như vậy là step over là sẽ từng dòng nhảy để chúng ta xem cái vị trí debug trong Eclipse. Tiếp theo chúng ta có khái niệm là step into. Step into là gì? Thì như các bạn đã thấy ở đây, hàm sumXy là nằm trong class additionXy mà chúng ta đang debug ở hàm là main debug. Ta muốn debug hàm sum ở trong class là additionXy thì chúng ta phải đi sâu vào trong nó, tức là có khái niệm là debug step into. Thì ở đây chúng ta cũng vào run và chúng ta có một lựa chọn là step into. Ở đây chúng ta có phím F5, thì qua đây chúng ta ấn phím F5. Như các bạn thấy, khi chúng ta ấn phím F5, tức là chúng ta sử dụng debug step into, lập tức là chúng ta sẽ nhảy vào class additionXE để debug. Tương tự như vậy, ở trong đây chúng ta cũng có thể ấn F6, tức là ấn F6 tức là sử dụng debug step over. Thì con trỏ cũng nhảy xuống từng hàng một và chúng ta có thể xem. Để xem các cái giá trị của các biến thì chúng ta có thể trỏ thẳng vào đây. Và màn hình ở đây gọi là màn hình View hay màn hình Watching. Màn hình Watching để chúng ta xem giá trị. Ta có y bằng 20 và x bằng 10. Và tổng trả về của Z ở đây là bằng 30. Và muốn xem các biến ở đây thì chúng ta cũng có thể ở đây chúng có một cửa sổ là Variable. Ở đây cũng thể hiện được các giá trị của x, y, z là các biến mà chúng ta đã khởi tạo. Và tính tổng ở đây cũng có giá trị là 30, với x bằng 10, y bằng 20 và z thì tổng về bằng 30, chúng ta cũng có thể xem nhanh được.
Thế bây giờ chúng ta đang ở trong Class Addiction XE, bây giờ chúng ta muốn quay trở lại màn hình main thì chúng ta làm thế nào? Thì ở đây chúng ta có khái niệm là Step Return, tức là chúng ta đang ở bên trong, chúng ta muốn chuyển debug ra bên ngoài. Thì ở đây cụ thể là chúng ta đang ở bên trong hàm XE của Class Addiction XE, chúng ta muốn quay trở lại hàm main debug. Thì ở đây chúng ta dùng phím tắt là F7, F7 đại diện cho là Step Return, và chúng ta ấn phím F7. Hoặc chúng ta có thể vào run và chúng ta sẽ chọn là step return. Ở đây các bạn thấy là F7. Tôi sẽ ấn F7 thì sẽ xem có chuyện gì xảy ra. Các bạn thấy như F7 thì sẽ quay về màn hình đầu tiên và màn hình main debug để chúng ta debug. Và chúng ta thì tiếp tục ấn F6 ở đây. Các bạn thấy là kết quả trả về đúng bằng 30, đúng bằng debug bên trong chúng ta đã debug ở trong thảm XE như vừa rồi. Tiếp tục như vậy thì chúng ta tiếp tục ấn F6 để tiếp tục quá trình debug. Để kết thúc quá trình debug thì chúng ta có thể kích vào biểu tượng Terminal ở đây. Hoặc là chúng ta có thể như các bạn thấy là có ấn phím tắt là Ctrl F2. Nên như tooltip đang hiển thị là Ctrl F2 để kết thúc quá trình debug. Đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta debug. Như vậy chúng ta đã hiểu khái niệm là breakpoint là gì, khái niệm là debug step into, step over và step return. Thì tất cả những tính năng đó các bạn có thể xem ngay ở trên anh công cụ là run ở đây. Ở đây chúng ta có terminal là chúng ta stop quá trình debug, step into thì chúng ta là sẽ cho nhảy vào hàm bên trong để kiểm tra. Step over là chúng ta từng bước kiểm tra. Step return là từ hàm bên trong chúng ta muốn nhảy ra hàm bên ngoài để chúng ta kiểm tra thì chúng ta có step return. Và các bạn nhớ là với step into chúng ta ấn phím F5, step over chúng ta ấn phím F6, step return chúng ta ấn phím F7. Đây là quá trình mà chúng ta debug ở đây. Và muốn xem còn các giá trị thì chúng ta có màn hình là variable ở đây. Vậy tôi đã giới thiệu cho các bạn một số cái tính năng trong debug với Eclipse. Thì trong quá trình mà các bạn lập trình thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ hỗ trợ của Eclipse này, nó rất hữu dụng để khi các bạn kiểm tra lỗi chương trình. Tiếp theo chúng ta có khái niệm là comment block, tức là gì? Chúng ta muốn comment cái đoạn code đấy lại thì đơn giản là chúng ta đánh dấu ở đây, thì các bạn có thể đánh dấu theo khối, chúng ta sử dụng các ký tự gạch như thế này, các bạn có thể, thì đây là chúng ta có thể comment lại đây.